Tôi là Trung Dân. Khách mời hôm nay đó là diễn viên điện ảnh Ngọc Thuận. Tôi xin chào chú Trung Dân, cũng như chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Người Kể Chuyện Đời. Ngọc Thuận sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Trai Nhảy, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Vợ Chồng Đậu Thời A Còng, Lạc Lối. Anh được nhiều khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, ngoại hình điển trai. Ngoài đóng phim, Ngọc Thuận còn làm người mẫu, diễn các show thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn lấn sân sang kinh doanh và có niềm đam mê ẩm thực nên học thêm về nghề đầu bếp. Cuộc sống hiện tại của anh khá hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng cô vợ trẻ kém 17 tuổi. Biết Thuận lâu lắm rồi, dạ. Không có cái cơ hội ngồi để mà chú cháu mình ngồi nói chuyện. Con biết chú còn lâu hơn nữa, dạ. Biết chú từ lúc nhỏ xíu xiu, dạ. Tới khi mà con tham gia vào điện ảnh này, dạ. Là con cũng rất là mong muốn một ngày được làm việc cùng với chú. Thì rất là nhiều năm, bây giờ đây là lần đầu tiên được. Tuy là con với chú đã từng gặp nhau ở các sân khấu nhưng mà chưa có dịp nào làm chung hết. Không có diễn chung. À, có, hồi xưa con có đóng ở sân khấu kịch Phú Nhuận, à. Chú đóng cái vở đó là chú là Quang mà chung với lại thầy Minh Nhí mà lâu quá không quên, nó phải mười mấy năm tiền rồi. Tiền hả? Tiền. Ờ à, đúng, con có đóng một vai trong đó. Cũng khoảng là mười mấy năm. Dạ, lúc đó con mới vô bắt đầu về, vô học trường sân khấu điện ảnh. Thuận vô trường sân khấu điện ảnh năm 2005, tới nay là 17, 18 năm. Quá trời lâu rồi. Chú đã đi qua nhiều, chú biết là nó đâu có đơn giản là chỉ là tham gia rồi đóng phim rồi nó suôn sẻ đâu, mọi thứ nó rất là bấp bênh rồi nó gặp rất là nhiều trắc trở. Đúng rồi. Nhưng mà nói này thì chú học trong trường rồi chú ra trường. Ừ. Chú làm tới giờ. Nhưng mà chú có giống như kiểu là mình có phải nặng về cơm áo gạo tiền hay là mình chỉ tập trung cho nghệ thuật thôi? Không có nặng đó. À, nếu mà nghệ sĩ mình mà không có phải lo về cơm áo gạo tiền hay là lo về những cái khoản khác phía sau á, là mình rất là thoải mái để là làm nghệ thuật. Đúng rồi. Yeah. Con thì cái khoảng thời gian đầu thì nó cũng ok, nhưng khoảng thời gian sau bắt đầu các em con lớn. Con thì gia đình chỉ có mẹ thôi, mẹ cũng không thể đi làm. Mẹ con có một số vấn đề nên không thể đi làm, nên là con là trụ cột. Nên là nó còn liên quan tới về kinh tế. Cho nên là mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Mình không thể mà lựa những cái kịch bản mà hay, coi như sướng bản thân mình, nhưng mà nó không có kinh tế. Mình phải lựa, nó phải có kinh tế. Còn như thời điểm bây giờ đi, thì cho con chọn kịch bản thì con lại rất là muốn tìm những cái vai diễn mà con ưng ý nhất con mới tham gia. Mặc dù là hiện giờ là kinh tế nó cũng không có phải là tốt, nhưng mà các em con cũng đã lớn rồi, các em con cũng đã đi làm được. Gia đình con thì cũng ổn định cho nên là nó không có nặng nề lắm. Có đôi khi thì con nếu mà thí dụ kẹt quá thì đi về nhà mẹ, về nhà ở chơi một vài tháng, nó không có vấn đề gì hết. Cho nên là hiện giờ nhận kịch bản để làm thì nó rất là thoải mái. Hiểu gì vậy chú? Quê có Thuận ở đâu? Con là quê ở Long Hải. Nhưng sau đó là con đóng cái phim Gạo Nếp Gạo Tẻ xong rồi con có mua một miếng đất ở dưới đất đỏ. Rồi con có làm cái nhà nhỏ nhỏ với mẹ con dưới, thì giờ gia đình con là tù về đó ở luôn. Thuận là con đầu lòng trong nhà. Dạ, con lớn, con trai lớn. À, con là hai đứa em nữa. Hai đứa em, gái hay trai? Hai đứa con trai. À. Đứa kế cách 6 tuổi, đứa kế nữa là cách 19 tuổi. Thuận có gia đình chưa? Con mới cưới vợ. À. Lúc con đang ngồi nói chuyện chơi với chú ở đây là vừa đúng một tháng. Bà xã Thuận làm gì? Vợ của con vừa mới tốt nghiệp lớp 12. Wow. À. Dạ. Hôm bữa báo chí đăng cũng nhiều. Dạ. Con gặp vợ của con trong một lần là đi tiệc chung. Sau này con có học đầu bếp, rồi con có làm một cái quán ăn chung thôi với thầy dạy đầu bếp, với lại một cái bạn partner nữa, cũng mấy anh em chơi chung, thì cái bạn đó đám cưới mời đi thì gặp. Kiểu lúc đó là con cũng không có ai, vợ con cũng không có quen ai đường này kia, bắt đầu nói chuyện hợp. Vợ mới hỏi là con có nghiêm túc không, con nói là tại vì em còn nhỏ mà, đúng không? Anh lớn em nhiều, em nghiêm túc là anh sẽ nghiêm túc với em liền, em cho anh gặp gia đình em đi, để con muốn một cái sự nghiêm túc, con muốn thay đổi cuộc sống của mình độc thân nhiều năm rồi. Mình cũng trải qua nhiều mối tình, nhưng mà mình chưa có cảm thấy là có một cái gì đó sâu sắc để mà mình có thể kết hôn, để tiến tới hôn nhân. Thì gặp vợ con, cái con có cảm giác là giống như là vợ mình vậy. Về cuộc sống đời thường thì cũng đang cảm thấy rất là vui. Và người ta nói là đích đến để mình đi đến hạnh phúc á,
Con không biết là hạnh phúc nó như thế nào, nhưng mỗi ngày hiện giờ của con, từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ, ngày nào con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho dù là con có đi làm hay không có đi làm, mà thậm chí là đôi khi con không có giữ cho mình một tiền bạc, con cũng cảm thấy là tiền nó không có quan trọng nữa, nó chỉ cần đủ cho con để con có cái cuộc sống ổn và giống như mọi người. Thứ hai là chú Dân chúc mừng. Dạ. Chúc mừng một cái bến đổ. Đây là như đây là lần đầu tiên con quay show mà con đeo nhẫn cưới. Và hình như là từ bữa tới giờ con mới quay show mà. Từ hôm đám cưới tới giờ. Dạ, từ hôm cưới giờ thì con chỉ có đóng phim thôi, đóng phim mình gỡ nhẫn, nhưng quay show thì mình được tự do thì. Dạ. Tới thời điểm này là con cũng nửa cuộc đời, hơn nửa cuộc đời rồi, thì cái phần còn lại của mình được tận hưởng một chút, mình đừng có bị tất bật quá. Cuộc đời con thì nó có hơi tất bật. Còn trẻ ai không bươn chải, lên xuống chập trùng. Bươn chải. Dạ. Phải bươn chải. Để con nói chú nghe, trước cái phim Gạo Nếp Gạo Tẻ với cái phim Vợ Chồng Đậu á, con bắt đầu quay phim lại nhiều hơn. Là trước đó là con định là con chắc thôi, không tham gia nữa, hạn chế tham gia lại, mà đi làm những công việc bên ngoài nó có thu nhập ổn định hơn chút. Ngành của mình á, nếu mà mình nổi tiếng rồi thì mình cái lương của mình nó cũng ok, cũng ổn, so ra với những cái ngành nghề khác thì ok, nhưng mà mình đâu có được trả liền ngay lúc đó, có khi nó kéo dài cả nửa năm, có khi năm. Rồi nó chia nhỏ ra thì tính ra mình mới gác tay lên trán mình suy nghĩ chứ. Ủa, mình làm lương nhiều mà sao bây giờ cái tiền của mình tính ra nó ngấy mà nghệ sĩ mẻ hết trơn. Mẻ rồi, nghệ sĩ mà mình phải gọi là trang phục quần áo rồi, nói chung là mình cũng phải thoải mái hơn một chút xíu chứ, nghệ sĩ mà nó gò bó thì nó không được. Thì con mới cảm thấy là không ổn, thì con cũng có đổi, nhưng mà tổ nghề không giống như còn thương con rất là nhiều. Con đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ thì trước đó cũng có làm, con cũng có một ít tiền rồi đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ, rồi đóng thêm mấy phim nữa, thì con bắt đầu mới mua xây dựng, mua đất, bắt đầu con mọi thứ giống như được thương hay sao, bắt đầu nó phát triển lên. Thì bây giờ nó ổn, nó không có phải bị quá nặng về cái chuyện mà mình phải ráng bươn chải để mình kiếm, mà mình có thể là thời điểm này là mình có thể suy nghĩ và mình lựa chọn cái việc mình làm. Thì đó là may mắn hơn chút xíu là ở cái tuổi trung niên này thì mình cũng có được cái nghề, thứ nhất là đóng phim, rồi nếu không đóng phim thì con cũng có thể quay bếp cho các đài, như con có quay cho HTV9 nè, chơi Truyền hình Vĩnh Long về bếp. Con cũng mới học bếp được mấy năm thôi, cũng mới tốt nghiệp, tới thời điểm này con tốt nghiệp được khoảng gần một năm rồi. Và may mắn là trong quá trình học con được giới thiệu quay với làm riết cái nó quen. Nó quen cái thành ra bây giờ là con cảm thấy là con làm bếp cũng khá là okay. Nhưng mà lúc học ở trường sân khấu phải không? Dạ. Ra trường rồi bước vô nghề. Con chưa tốt nghiệp. Nhưng mà đi làm á, lúc đó dạ. Là mới là khó khăn á. Con bước có ra nản không? Con bước ra cái năm 2005. Con mới học luôn là con đi casting phim của đạo diễn Lê Hoàng, lần đóng phim Trai Nhảy, con được vai chính trong phim Trai Nhảy. Cái thời điểm đó là nó rất là coi như là mọi người rất là tập trung chú ý tới con luôn, ai mà tự nhiên lại đóng được một cái phim Trai Nhảy của anh đạo diễn Lê Hoàng, thời điểm đó anh đang rất là đỉnh cao luôn. Thì con đóng cái phim đó xong là tới một năm sau phim nó mới phát, thì con đóng cái phim nó xong thì con đi về đi học đó, thì con có bị hơi một chút bị rớt xuống. Và lúc đó mình còn nhỏ, báo chí nó bắt đầu đăng là mình có chút tên tuổi rồi, mà lúc đó là mình phải cần có kinh tế lo cho cuộc sống của mình, thì không có tiền phải đi làm. Lúc đó con nhớ đi xin quán cà phê, người ta hỏi con mày giỡn chỉ nhiên thì ảnh đi xin bán quán cà phê. Nói thiệt chứ bây giờ phim chưa phát rồi, mà phim phát xong rồi con cũng đâu có tiền đâu. Chú thừa biết mà, phim phát là xong rồi con đã lãnh tiền ăn sạch, ăn hết rồi. Rất là khó khăn thời điểm đó. Rồi phim phát xong á, rồi con nói chung là nó không có phải hoa hồng, nó rớt đẹp. Kiểu như là cho mình cảm thấy là mình mới, nhưng mà mình sẽ có những cái trải nghiệm mà rất là cực kỳ sâu sắc trong cái nghề này. Rồi dần dần từ từ con mới đi lại từ từ. Rồi xong rồi đến cái một khoảng thời gian con lấy cũng làm không có dư mấy, rồi mình cứ lâu mình cũng bị thiếu thốn. Thì hiện tại em là kỹ sư xây dựng, thì lúc trước á là em ở nước ngoài là cũng được 15 năm rồi ở Úc á. Em mới về đây là em mới về Việt Nam là khoảng 6 tháng thôi. Ủa sao ở bên đó mà lại về vậy Nguyên, đúng không? Dạ Nguyên. Dạ
tại vì thì cũng có nhiều biến cố vậy, cho nên không, em cứ tâm tình chia sẻ thử để tụi chị nghe cái câu chuyện của mình ha, sao mà ở bển này không lấy vợ hay là em qua bển là như thế nào? À thì thực tế thì ở bên kia thì em cũng có vợ rồi, nhưng mà kiểu vợ của em là cũng là ở bên người Úc nhưng mà cũng người Việt Nam, thì tụi em có kiểu là như là cũng có xích mích trong chuyện tình cảm ấy chị, tại vì em đi làm thì cũng nhiều, xong rồi mỗi lần em về nhà thì hai vợ chồng ít tương tác với nhau á, cho nên càng ngày nó càng xa cách. Thì dần ngày qua ngày á thì vợ em nó cũng có người khác cũng để ý, thì vợ em nó cũng xinh gái cũng đẹp, thì có khác để ý thì có người ta kiểu cũng quan tâm đến nó, rồi tặng quà này kia á. Thì ở bên Úc mà chị biết không, là kiểu nó rất là kiểu sống nó thoải mái á chị, sống thoải mái lắm, cho nên mấy cái chuyện đó nó đối nó cũng bình thường, thì em cũng bình thường thôi. Thì lúc đầu em cũng không có để ý nhiều đâu, thì càng ngày sau á thì nó phát triển ra cái sự việc nó tệ hơn, cho nên em cũng quyết định chấm dứt luôn. Rồi thì cũng dịp đó tình cờ là ở bên Việt Nam á, em cũng có dì em là làm công ty xây dựng, dì em cũng là làm cũng là một chủ sở hữu công ty xây dựng, thì là cũng lớn lắm, làm ở siêu thị đồ này kia, cũng là tổng thầu cho siêu thị này kia, thì có kêu em về, thì em cũng ở đây em cũng có ông mình, thì ở bên Úc á em cũng có ông mình, thì lúc đó thì cũng chia tay rồi, thì em cũng quyết định quay về bà mẹ em thôi. Rồi thì em cũng mới về đây cách đây là em về tháng 12 á, bây giờ cũng 6-7 tháng rồi, thì cũng có gì nào ổn định, thì bây giờ thì có quen một vài người, nhưng mà cũng không hợp, cũng không tới đâu hết, cho nên em cũng thử đại là tìm đến chương trình thử coi nó như thế nào thôi à, coi nó. Rồi ok em, rồi bây giờ cái công việc em ở đây thì em đang làm cho ở đâu, công ty hay như thế nào? Dạ em làm cho công ty cũng là kiểu của công ty gia đình đó chị, cũng công ty đó là của dì đồ em làm cho dì em. Rồi ok, thế bây giờ em mong muốn một cái người như thế nào? Trời, với điều kiện của em thì chị nghĩ đâu có khó tìm bên ngoài đâu mà phải vô chương trình ta. Dạ. Việt kiều rồi chứ bộ. Thì chưa có duyên gặp. Thì em cũng bình thường thôi à, em ngoại hình thì cũng dễ nhìn chút xíu. Thì với lại phải kiểu và phải có là sao ta? Phải có kiến thức chút xíu chị, gọi là phải có em không yêu cầu một cấp cao đâu, nhưng mà cũng phải có ít nhất là phải có đại học, kiểu mấy người có đại học tư duy nó khác với người mà. Rồi ok, rồi cứ thẳng thắn thôi. Rồi ngoại hình thì em thích làm sao, cao bao nhiêu? Dạ không, cao thấp gì em không quan trọng, ngoại hình thì dễ nhìn, không mập không ốm, chung là tương đối. Rồi ông yêu cầu vậy là giống người mẫu luôn rồi đó, không mặt không ốm là ngoại hình cân đối luôn rồi đó. Ý là bây giờ cái mặt thì bây giờ người ta nhỏ con hoặc người ta hơi tròn tròn mũm mĩm thì được hay không đó? Nhỏ con cũng được, nhỏ con. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m71 chị. Cô đó 1m5 được không? 1m5 cũng được, nhỏ nhắn cũng được, xinh xắn được rồi. Ok rồi. Rồi bây giờ cái quan trọng là cô đó ly hôn nè, thì đang nuôi đứa con được không em? Đối với em thì cũng kiểu con thì nó cũng không có vấn đề, nhưng mà tại vì ba mẹ em á cũng gọi là người Huế chị, miền Trung, nên cũng có tại vì em cũng đâu có con đâu, có con em chưa có gì hết á. Em cũng muốn người là nói chung là thật ra là em cũng muốn đẹp lòng ba mẹ đúng không, ý là vậy vậy chứ bản thân em thì cũng không phải gì ha. Rồi vậy thì nếu như cái cô đó cũng ly dị mà cổ chưa có con như em thì cũng được đúng không? Dạ thì cũng được nói em cũng được, nhưng mà như em nói chia sẻ chỉ là ba mẹ em hơi khó thiệt, nên thì cơ bản là em cũng ly hôn rồi mà, cơ bản là em cũng đã ly hôn rồi, bây giờ dạ. Tự dưng một kêu một cô khác tự kết hôn, cô ấy chấp nhận em thì nói chung là nó cũng
cũng có, maybe trường hợp đó nó cũng có, nhưng mà vấn đề là không phải là ai cũng chấp nhận điều đó. Thì mình phải mở, mình đã đến với chương trình rồi thì mình mở thêm ra cái cơ hội cho mình, thay vì cái việc là em cứ khăng khăng là em chọn những cô chưa từng kết hôn theo ý của ba mẹ, cho đẹp lòng, cho vừa lòng ba mẹ. Vậy thì tại sao mình không có tự chọn cái người cho mình? Cô ấy chưa từng kết hôn nhưng cô ấy cũng chưa có con, như em thì cũng là độc thân thôi. Chắc gì những người sống thử, người ta sống thử với nhau 10 năm người ta chia tay đâu. Dạ đúng rồi, dạ. Nên đơn giản nó chỉ khác nhau ở cái tờ giấy đăng ký kết hôn và tờ giấy ly hôn, quyết định ly hôn của tòa án thôi, nó chẳng khác nhau cái gì cả. Về mặt quan hệ, về mặt tinh thần, về mặt, chị nói thậm chí kể cả về mặt thể xác, đơn giản nó chỉ là khác nhau về mặt cái tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Bây giờ mình cũng đổ vỡ rồi, thì người ta cũng đổ vỡ như vậy, thì hai đứa ráp lại với nhau thì mới có thể là hiểu với nhau nhiều hơn. Em nói là bạn, cái bạn vợ cũ của em kết hôn được bao nhiêu lâu? Chắc cũng 2 năm mà chị, nhưng mà tụi em kết hôn nhưng mà ở bên Úc thì nó khác với Việt Nam, là không có, em nói chung là ở Việt Nam em là không có giấy tờ gì ở đây đó, hiểu không? Nó bên bên kia nó rồi em đưa đơn nó rồi là tòa án phê duyệt nó là xong rồi, coi như là xong. Đúng rồi, thì tức là ý là chị nói là em cũng đã từng một lần đổ vỡ, một lần mang tiếng, một lần vợ, thì cô gái người ta cũng có thể là đã từng đổ vỡ rồi, tại vì nhiều lý do khách quan, chẳng hạn như em cũng vậy, em thừa nhận lý do khách quan là bản thân em thiếu sự chăm sóc đến vợ em, thì vợ em có người khác quan tâm hơn, đúng không? Yeah. Thì bây giờ mình đã rơi vào hoàn cảnh đó thì mình cũng cho vợ, cho bạn gái sắp tới của mình một cơ hội, bản thân mình cũng có một cơ hội chứ. Bây giờ mình cứ khăng khăng mình đi tìm những cái cô mà chưa từng kết hôn lần nào, cái cô mà chưa từng kết hôn lần nào mà cô còn trẻ tuổi, nhỏ tuổi hơn em, thì cô lại yêu cầu là em tìm một anh chưa từng kết hôn lần nào, thế tự dưng mình bị lỡ nhau hả? Đúng không? Nhưng mà mình cứ mở lòng mình cho cơ hội con. Đương nhiên là tụi chị vẫn có thể, tụi chị trong quá trình tìm kiếm cái người để ghép phù hợp với bọn em, tụi chị vẫn có thể là tìm xem những cái cô gái cô chưa từng kết hôn, cô có đồng ý cái trường hợp là bạn trai đã từng đổ vỡ hay không. Tụi chị luôn luôn, tụi chị mở ra rất là nhiều option để cho các bạn lựa chọn. Dạ, dạ em hiểu rồi chị. Sorry, máy chị nó đang bị hết pin. Dạ, anh đợi chị biên tập giùm em một xíu nha. Rồi. Dạ, do mấy chị của hết pin á. Rồi. Ok, hiểu chứ, hiểu ý của chị chia sẻ không nghe Nguyên ha? Dạ, em hiểu chị. Dạ. Ừ, okay. Sorry em nha, nãy giờ cái iPod của chị hết pin, chị đang kết nối lại. Đó, thì nói chung là mình cứ cho cơ hội thôi, tại vì bây giờ em cũng 33-34 tuổi rồi, không phải là cái này là mình mất thiếu hết cái gì hết, nhưng mà không phải đương nhiên là cái gì mình cũng sẽ phụ thuộc theo những cái sự mong muốn của ba mẹ mình, nhưng mà đôi khi bản thân mình thì cảm thấy là cái điều mà ba mẹ mình không thích thì biết đâu lại tốt cho mình thì sao. Dạ. Nha. Dạ. Người Huế thì đương nhiên là chị biết cái gốc người Huế là người ta như thế nào rồi, đương nhiên là người ta vẫn có cái sự khó tính ở trong đó, nhưng mà cái gì tốt cho mình thì mình lựa chọn ha. Dạ. Ừ, về tuổi tác của bạn gái thì sao nha? Thì từ 24 đến bằng tụi em cũng được, 24 đến bằng bạn. Rồi, em đang sống ở quận nào? Em đang ở quận 11. Rồi. Ok, hôm nay nó chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi nha. Nên là mình phỏng vấn nhanh để còn chị còn phỏng vấn nhiều bạn khác nữa. Nhưng mà nếu em có phù hợp với các tiêu chí ghi hình của chương trình, cũng như là có người phù hợp thì biên tập chương trình sẽ làm nội dung kỹ hơn với em nha. Dạ, ok chị. Rồi, ok, cảm ơn em nhiều. Em ấn nút đỏ, em sắp cuộc gọi giúp chị ha. Dạ,